lúc là cái móc câu, nhưng mà cái tâm này đổ về hướng ngón tay cái. Đó. Thông thường con tay nó ngược xuất hiện ở các ngón trỏ, đó. Không thấy xuất hiện ở các ngón cái. Đấy, đối với anh chưa nhìn thấy. Còn các ngón cái trước đây cũng nhiều người nghi ngờ rằng nó xuất hiện ở ngón cái, nhưng thực ra không phải. Mà những cái vị trí đó thông thường là RLS trùng nước ngang, ngang ngược hoặc là RLS vô. Đấy, nhiều người người ta nghĩ bảo ô em có nước ngược ở ngón cái, nhưng mà không có đâu. Đấy. Thường thường nó ở ngón trỏ mới là đa số. À, rồi các cái ngón giữa đã xuất hiện, cái ngón L4, R4 là có. Đấy. Ngón út chưa thấy. Thì đấy là cái đặc điểm vị trí xuất hiện. Đấy, ngón trỏ là nhiều nhất. Đấy, ngón này. Đấy, những cái ngón ngón giữa cũng có. Đấy. Nhưng mà ngón út thì chưa. Ngón út thì thấy đâu. Đấy. Sau này có ai có thêm, có thì bổ sung thêm về kho dữ liệu, nghiên cứu thêm mẫu người đấy có cái gì đặc biệt. Thì phần hình vân tay này. Còn đâu về nội dung biểu hiện này. Đây, nội dung biểu hiện của nhóm ngược này. Đó. Thì chủng nước ngược này, nó gọi là nước ngược. Thì về quy tắc miêu tả ấy, mọi người phải nắm được cái quy tắc miêu tả của nhóm này. Để mình vẽ một chút xíu để cho mọi người hình dung, bởi vì thực sự đối với vân tay ấy, mình sẽ phải mình phải nhìn nó bằng hình ảnh. Đó chết rồi. Vậy là mình không có chết bằng slot. À. Để mình mở cái phần mềm ra. Đối với vân tay mà ngược ấy thì là screen. Đó. Copy new don't set về đây miêu tả cho cả nhà lắm rồi. Nhắc đi nhắc lại về cách học sinh chắc thì chúng ta hãy để cái vân tay trước mặt của mình. Sau đó là chúng ta nghĩ về những cái hiện tượng nó xảy ra. Đây là cái cách học của tớ đang học như vậy. Thí nghiệm về cái vân tay, mình sẽ đặt ra câu hỏi tại sao nó có những cái biểu hiện như này. Nó biểu hiện biểu thị như thế nào trên đường vân. Đó. Nó biểu thị như nào trên đường vân, cho nên là nhìn vào vân tay là chúng ta nhìn thấy cái đặc điểm quy luật này. Đó. Thì về cơ bản cái hình vân tay nó như này này, đây cả nhà quan sát này. Ở đây mình không ấy nữa, phải cho vẽ cái hình đã. Đó, giả sử cái ngón tay như này, ngón tay cái này, ngón tay trỏ đây, ngón giữa này. Đấy, ngón chưa là vân tay như vân tay này trông như là yêu tinh nhé. Đấy. Thì ngón trỏ đấy này thì về cơ bản nó đổ sang ngón cái này, ngón trỏ này. Đấy. Ngón trỏ này đổ sang ngón cái này. Thì về cơ bản đấy thì chúng ta xác định là thứ nhất đường vân này, tâm đường vân của nó đây, đường co của nó đây. Đấy. Đây là đường co. Đấy. Còn cách đến đường vân này mọi người dần dần sẽ học cái nhé, sẽ trong quá trình này. Chúng ta xác định delta nó nằm đây. Đó. Rồi hai nữa mình bắt dựng lên. Dựng cái đường này lên. Ok, như vậy đến đây là giao điểm của nó rồi. Đấy, bắt đầu chúng ta đếm từ đây này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Đó, 5 này. 6 này. Đến đây chỉ là một mạch thôi nha. 7. Đấy, một vài này. Đấy, 7 sợi. Nếu mà cho vào một sợi trong cùng nữa, sợi trong này. 8.
Đấy là cách đếm đường vân của tớ đấy. Còn thông thường các bên khác người ta hay đếm theo cái đường đoạn này này. Đoạn đây này. Mọi người thử đếm theo cách đoạn mọi người khác đếm xem nào nhá. Để xử như nào nó đếm này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. À, nếu theo cách đếm cái kiểu dạng như từ delta vào co theo cái cách dưới, người ta không quan tâm đến sợi nữa, mà người ta cứ thấy một cái nét nào nó tách ra thì người ta đếm. Như vậy một bên là đếm là 8, một bên đếm là 10. Như vậy là hai cách đếm nó lệch nhau hai vân. Đấy, cái lý do bên kia nó 10 bởi vì nó đếm cả cái sợi kép này, cái sợi này. Cái tích giờ cao thì trường hợp như là sử như cái sợi này. Đây là hai sợi này. Đến đây chỉ là một. Đấy, đấy là một sợi tách đôi, cái sợi thứ hai nữa sợi từ delta này lên này. Sợi này chỉ là tính một thôi, nhưng đến đây nó phải tách hai tách ba ra. Thì đó là lưu ý về cách đếm đường vân. Thế thì bây giờ vân ngược thì có cái gì? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ hình dung rằng là vậy thì cái sự ngược này nó hình thành, đầu tiên chúng ta phải nghĩ ra cái hình thành của vân tay ngược. Đấy, chúng ta hình dung ra như này, đây là thác núi này, đây là núi đồi này. Đấy. Nước từ trên nước đổ xuống. Đấy, nước trên nước đổ xuống. Đấy, gặp một cái độ cao. Đấy, chênh lệch xuống đây. Đấy, gặp một mô đá này. Đấy. Hình dung ra cái quá trình hình thành dòng nước ngược. Đấy, nước từ trên đổ xuống đây. Đổ xuống ao phát xuống đây. Đấy. À, hôm nay ra đây gặp cái mố này độ cao thì nó bật ngược lại đấy, nó bật ngược lại đấy, đấy là một dòng nước ngược đấy. Hoặc là bất kỳ một cái dòng nước nào đủ mạnh mà gặp cản trở thì phải bay quay ngược lại đấy. Vậy thì để sinh ra dòng ngược này thì chắc chắn ở phía trước dòng ngược phải là một cái dòng rất mạnh. Đây. Phải có độ cao rất mạnh này. Thì mới sinh ra dòng ngược được. Đấy. Và cái từ rất mạnh này này nó mới chứng minh cho rằng là gì, người ngược luôn luôn có năng lượng rất cao, cao hơn với người bình thường. Đấy là xét về quy tắc hình thành dòng ngược. Đấy. Thì nó mới xảy ra hiện tượng là người nước ngược, mà đúng thế thật. Chúng ta kiểm chứng với người ngược thì bao giờ cũng vậy, năng lượng họ cao, họ làm cái gì rất là tập trung, rất khoát, rất điểm công việc rất tốt. Đấy, đặc biệt trong cái công đoạn đó là dứt điểm. Dứt điểm rất là tốt. Thì đấy là một cái đặc điểm. Thì về mặt nguyên tắc thông thường thì người ta gọi là nghị lực cao, hoặc là nghị lực cao, hoặc là họ có một cái sức dồn nén năng lượng rất tốt. Cái nguyên nhân của nó như vậy thì chúng ta biết rằng là cái điểm khởi phát của họ phải rất là mạnh thì họ mới bật ngược lại được. Đấy, giống như người mà bật ngược lại chúng ta, đầu tiên nó phải rất là khỏe, rất là giỏi thì mới bật được. Chứ còn nếu mà bình thường, người bình thường nó khó làm được việc này lắm. Thì đấy là về quy tắc dòng chảy. Đấy. Còn cái ý nghĩa thứ hai nữa, tại sao họ giàu năng lượng, tại sao họ lại có cái nhìn ao bóc? Thế thì xét về con người, chúng ta xét về tầng người, tầng Atula, tầng duyên giác, các tầng phía trên. Chúng ta xét định người ở trên, tại sao cái nhóm này nó gọi lại có tầm nhìn ao bóc. Đây, chúng ta xét một cái tầng ở giữa, tầng người. Đấy. Thì tất cả những nhóm ngược này nó nằm ở tầng bóc, tầng ngoài này. Đấy, nhóm ngược nó nằm ở cái tầng ngoài này. Ở nhóm ngược nó sẽ xuất hiện ở hai tầng, cả Atula và tầng ngã quỷ nó cũng có. Những cái người ngược ở lão trái thì nó sẽ đặc trưng cho tầng ở phía dưới, còn ngược ở trên nó tầng ở trên. Đó. Thế thì nó ngoài nó tầm nó thì cao hơn tầm người, nó coi cao hơn coi ta bà một cõi. Atuna là cõi thần thánh đấy. Nên những người ngược là họ có một cái năng lực đặc biệt, đấy là năng lực hơn người bình thường. Đó là có bắt đầu họ đã có kiểu dạng như là giống như thành tinh, mà có được những cái năng lực như là mở được nhãn quan, hoặc là có năng lực trực giác nhạy bén rồi, chẳng qua là vì một cái lỗi nào đó họ sẽ quay lại, hoặc là họ mới tu lên làm người thôi. Thì đấy là giải thích của các cái phương pháp, đấy là cái cách mình nghe các thầy giảng, mình hiểu rằng
Vậy thì cái trường hợp nhưng mà đối với các cái theo cái cách nhìn nhận của tâm linh ấy thì nó là tầng cao hơn, do vậy khi nó xuống đây thì nó còn dư năng lượng, cái năng lượng của tầng cao này thì bao giờ cũng nó cao hơn đấy, cả cả tầng thấp này, bởi vì có năng lực của thần mà, thần thì đương nhiên là cao hơn người thường đó. Đó thì đấy là cái đặc trưng của những người ngược, nó có một đặc điểm như vậy đấy. Giống như bây giờ các hiện tượng về thần đồng cũng là một cái trong cái ví dụ này, nghĩa là họ mang cái trí tuệ, mang cái năng lượng từ từ cái quá khứ từ bên kia về đấy, chứ nó không đơn giản là gì, nó là bình thường. Do vậy mà thực tế trong cuộc sống mình mới nghĩ nghiệm lại rằng là gì, mọi người cứ nghĩ rằng chết đi là hết, nhưng mà thực ra đúng theo cái cách này thì mình bảo không phải, đấy là một cái khái niệm sai lầm hoàn toàn về về cái cách nhìn nhận con người trong thế giới hiện đại. Đấy. Như thần đồng thì bảo làm sao mà làm gì có chuyện là chết là hết được, làm sao một đứa trẻ 4 tuổi mà có thể viết được chữ nho, 3 tuổi có thể đọc được kinh thánh, ví dụ vậy. À, làm gì có chuyện đó, đấy là theo cái cách người bình thường. Thì mình hiểu rằng là à, như vậy là họ có một cái vốn từ từ quá khứ mang lại thì họ mới có một cái năng lượng như vậy. À, thì đấy là một trong những cái điều mà chúng ta lưu ý. Cái lượng trường năng lượng này cao này, do vậy mà giải quyết những cái người này làm cái công tác giảng dạy nó phù hợp. Tại sao lại là phù hợp? Đó, bởi vì cái năng lượng cao này này nó sẽ có năng lực, nó giống như quy tắc của bình thông nhau á, thì đương nhiên cái thằng cao ấy, nó mới chảy xuống xuống thằng thấp đấy, hướng lượng cao nhau cao mới chảy xuống thấp, nên những cái người này nó tại sao lại hợp với nghề sư phạm đấy, chúng ta lưu ý đặc điểm này. Đấy, nó có duyên với ngành lĩnh vực sư phạm, hoặc là người này có thể làm được công an, tòa án, bởi vì ở vị trí cao nó mới đè lẹp được thằng kia ra, nó năng lượng cao thì nó mới đè lẹp thằng những thằng ở dưới được đấy, chứ còn nó mới áp chế được những người ở dưới, chứ còn người bình thường áp chế khó lắm. Nên tại sao nó duyên với ngành công an, về luật pháp pháp lý các thứ chẳng hạn. Đó. Đặc biệt nó ngành công an là nó cũng xuất hiện ngược nhiều lắm, và xã hội đen cũng là người xuất hiện nhóm ngược. Đó. Mọi người nhớ nhé, xã hội đen với công an là một ruột, nhưng chỉ khác nhau một thằng có luật với một thằng không có luật thôi. Đó. Nhưng mà cũng là từ cái xuất hiện cái nhóm này ra rất là nhiều. Đó. Nhóm ngược này, đại bàng ngược, đại bàng ngược là của đại bàng ngược mà ở bên trái. Đó. Thì đấy là một cái đặc biệt. Thế thì mình phải quan sát được cái những cái yếu tố này, một là quy luật tự nhiên, hai là quan sát về tầng tầng thứ. Đấy. À, ta cõi mình ở giữa là cõi ta bà đấy, những người trên xuống. Do vậy mà những cái người ngược này họ chúng ta hiểu được cái ý nghĩa rằng là tại sao họ lại có tầm nhìn ao bóc ở ngoài xã hội ấy, người ta nó ghi nhận bằng một cái từ gọi là thông minh vô cực. Đó, trên 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 các mạng đó. Thông minh vô cực có nghĩa là nó không bị hạn chế bởi bất kỳ một cái gì cả, đôi khi nó đưa đến cái thông minh mà những người bình thường không thể nghĩ ra được, đấy là gọi là tư duy out box, tư duy ngoài chiếc hộp, inbox và out box ấy. Thì đấy là mọi người hiểu về đặc điểm của người ngược này. Đó. Thì đây là một cái vân tay đặc biệt, vân tay trùng hiếm mà rất là thông minh. Người ngược nó có hai cái phạm vi, nếu như đến cuộc sống này họ cải biến tốt thì họ tiếp tục đi lên. Đấy. Trong các kinh Phật dạy là gì, đối với người ngược nó có hai loại, một loại tu là đi lên. Đấy. Một loại đến có cõi đời này tiếp tục để cắm đầu xuống dưới để vào các cái cõi quỷ ở dưới. Đấy. Cho nên là người ta gọi là 10 nghiệp thiện và 10 nghiệp ác. Đấy. Những cái người ngược ở bên trái ấy, thường thường có nguy cơ là tu các nghiệp ác, có nghĩa là ra cuộc đời là làm ác nhiều hơn. Đấy. Ngược lại những cái người ngược ở bên não phải thì lại là tu nghiệp thiện tăng lên. Đấy. Cho nên những cái người mà ngược ở hai bên ấy là cần phải hết sức lưu ý. Đấy. Nếu như mà xem việc của mình làm ác nhiều hơn thì mình biết rằng là chuẩn bị mình lao xuống địa phủ rồi. Đấy. Nhưng có đâu những cái mà người ta làm được việc thiện nhiều hơn ấy, thì đó là lên trên. Đấy. Nhìn nghe vào đấy mà biết. Thì cái này anh nghe trên các cái bài giảng của các sư thầy ấy, mình hiểu, mình ngẫm, mình mở à cũng có đúng đấy, nên cuộc sống nó so sánh sau này so sánh giữa thiện với ác mà nó tạo phúc là như thế. Thì đấy là chúng ta hiểu về cái quy tắc như này, hiểu mở rộng thêm một chút nữa. Trong sinh trắc vân tay thì chẳng ai nói cái điều này đâu, nhưng mà đây là cái kinh nghiệm cá nhân riêng thì mình chia sẻ luôn.
Thì đấy là cái điều mà đấy là hình ảnh vân tay. Bây giờ mình sang cái đặc điểm biểu hiện. Đấy, tương tác giao tiếp thì sao? Đấy, đặc điểm biểu hiện này. Đấy. Tương tác giao tiếp này thì người hướng ngược trong giao tiếp thì họ thể hiện như nào? Thứ nhất là gì? Họ là người thích ứng nhanh đấy. À, thích ứng nhanh với ngoại cảnh này, là người chủ động này. À, người ngược lại là người chủ động nhá. Nước xuôi là thụ động, nhưng người ngược này là chủ động. À, người ngược thì như là độc lập nhá, không thích ăn rua đâu, độc lập trong cái môi trường bên ngoài đấy. À, người người xuôi thì là hòa đồng, người ngược thì là độc lập. À, đứng lên, đứng lên. Đấy là lưu ý. À, chủ động độc lập. Đó. Cách ra quyết định của người ngược là quyết đoán, phải dứt khoát. Đó. Rất là rõ ràng luôn. Đó. Người ngược có trong giao tiếp là gì? Có xu hướng là tách ra khỏi đám đông. Đây thằng này mới là thằng thông minh này. Như vậy chúng ta hiểu quy luật này, số ít mới là số đúng, số đông toàn là số sai thôi. Nhưng mà số ít thì là thế nào gọi là số đúng? Đúng đây là đúng theo quy luật của tự nhiên thôi. Đấy. Nha. Thì thông thường chúng ta cứ hay lấy số đông làm số đúng, nhưng mà thực ra ngồi nếu mà ngồi nghiệm kỹ ấy, số đông toàn sai thôi. Đấy. Ví dụ là gì? Đấy. Ví dụ trong cuộc sống chúng ta nhìn thấy cái điều gì là số đông là số sai là chủ yếu. Đấy. Có ai phát hiện ra số đông là số sai chủ yếu ở một cái lĩnh một chủ đề nào không? Ví dụ như nào? Là theo em thì ví dụ như là số đông mọi người đều nghĩ một cái công việc ổn định an nhàn thì là sẽ tốt. Đúng thật rồi. Ra nó là nghèo bền vững. Đấy. Thế là số đông sai. Giả sử như theo các sư giảng là gì? Đa số là bị tham sân si nó che. Cho nên mọi người thì chỉ lấy cái mục tiêu tiền là số 1 để sống trong cuộc đời này. À, nhưng mà chính mục tiêu tiền này sẽ giết, là chính là con Covid nó đến nó giết sạch mọi người, là cái mọi người cứ đặt mục tiêu tiền đây. Bởi vì khi người ta đặt mục tiêu tiền ấy, thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là tàn phá thiên nhiên, môi trường, tận diệt các cái nguồn, tận diệt các cái loài sinh vật khác. Đó, do vậy mà nó cũng có sự cân bằng nào. Thế thì những cái hiện tượng mà mọi người cứ lấy mục tiêu tiền ấy, thì đấy là số đông. Thế này số đông cũng vậy. Đa số ra đường chúng ta sẽ hỏi là bạn đang làm được nhiều tiền không, làm nhiều tiền không. Thì mọi người chỉ lấy nhầm vào kết quả thôi. Đấy. Chứ còn mọi người không nhầm vào cái giả sử như là đáng nhẽ người phải hỏi rằng là làm giả sử như là bạn tạo được ra được giá trị nhiều không. Thì nó toàn hỏi nhiều tiền không. Nhiều tiền không, muốn nhiều tiền thì chắc chắn là bởi vì sức lực của mỗi người thì như nhau thôi. Đấy, nhưng mà muốn nhiều hơn ấy, thì chắc chắn chúng ta phải đi cướp của thằng khác mới nhiều hơn được. Xét về sức khỏe thì mỗi người chúng ta chỉ hơn nhau, nhỉnh hơn nhau chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà nó gọi là hơn nhau nhiều ấy, thì chứng tỏ là gì? Anh phải đi cướp của thằng khác, lấy của người khác. Tất nhiên bằng lấy bằng cách, nó chỉ khác nhau là lấy bằng cách nào đó thôi. Đấy, thì đấy là một trong những cái từ mà chúng ta sẽ để ý. Sau đám đông của chúng ta là hay bị dùng cái mục tiêu làm tiền, mục tiêu là rất nguy hiểm, thì đấy là mục tiêu sai. Đó. Tương tác giao tiếp rồi tách ra khỏi đám đông này. Đó. Một cái đấy là một đặc điểm, đây là đặc điểm trong giao tiếp. Thích ứng nhanh, chủ động, độc lập, quyết đoán, còn cái gì đúng không nhỉ? Trong giao tiếp người này còn biểu hiện gì? Đó. Nó có một từ này nữa, nó gọi là gì? Đó. Tách ra khỏi đám đông. Cái từ tách ra khỏi đám đông thì bản chất của nó này là gì? Nó sẽ có ba cái dẫn chứng ở trong đây. Đó. Một là cái gì? Độc đáo. À, có đường hướng, có hướng riêng. Đó. Họ có hướng đi riêng. Đó. Hai, luôn luôn tìm ra sự khác biệt. Đó. Ba, độc đáo. Đó. Đó là cái đặc điểm tách ra khỏi đám đông này.
Đấy. Cái vai trò nữa, họ luôn luôn là có tính gì đấu tranh. Bảo vệ công bằng, công lý. Đây là tính đấu tranh này. Đây là hôm trước mình phân tích cái ngược đấy. Đây là đặc biệt. Đây chính là cái điểm để phân loại nhóm tính cách này riêng ra. Bốn. Tính cách nhóm này nữa, nó có gì? Nó có phân biệt đối xử. Đấy. Nó có hai khái niệm rất rõ ràng: yêu, ghét. Nó này có mặc định đấy nha. Đấy. Vậy thì khi nào yêu, khi nào thì nó ghét? Đấy. Có phân biệt trong cách cư xử, yêu và ghét. Yêu là gì? Đơn giản là gì? Những cái người theo cùng phe phái với họ. Còn nó họ ghét những cái người mà những cái người này có cái nó hay có cái đặc điểm, nó có cái mặc định ấy. Người này này họ hay có cái mặc định đấy, có nghĩa là những cái người mà họ yêu ấy thì gần như là nó cả sai họ vẫn chấp nhận, những cái người mà họ ghét ấy chỉ có chút xíu thôi là cũng thành lỗi. Cái mẫu người này có một đặc biệt điểm như vậy, nó có hai quan điểm rất rõ ràng: yêu ghét. Đấy. Trong đấu tranh ấy thì mẫu người này nó sẽ thể hiện hai quan điểm, nó thể rất tính quyết liệt hoặc là thua hoặc thắng, chứ nó không có chấp nhận dung hòa đâu, phải rõ ràng. Đấy. Rất rõ ràng hai cái khái niệm này. Đấy. Đấy là tính cách đấu tranh của người ta. Trong phân biệt cư xử là có yêu ghét, có phân biệt. Đấy, lưu ý. Tiếp đến, còn một chữ tiêu chí gì nữa? Quan tâm nhiều mặt trái. Đây, đây là cái nét đặc biệt. Bởi vì ngược mà. Đấy. Còn quan tâm vào mặt trái đó. Mặt trái nhiều. Đây là đặc điểm của tính ngược. Đấy, quan tâm nhiều mặt trái. Mặt trái là gì? Cái gì nó gọi là cái cướp giết hiếp. Trong cái thông tin xã hội chúng ta gọi là cướp giết hiếp, họ rất quan tâm về những cái điều này. Đấy. Những cái người này cái, bởi vì cái tâm của họ là hướng đến bảo vệ công bằng mà, cho nên là đương nhiên họ phải quan tâm đến những cái việc cướp giết hiếp là đúng rồi. Đấy. Quan tâm ở mặt trái lối sai, cũng như dạy học ấy. Dạy học thì bản chất của nó là gì? Để dẫn người ta đến con đường đúng, cho nên là mình phải quan sát xem là nó có cái tật gì, cái lỗi gì để mình sửa cho con nó chuẩn chỉ. Cho nên là cả những cái việc mà, cho nên là tất cả những cái người này, lý do đây, đây là những cái lý do này, đây chính là cái lý do để định hướng nghề cho người mặt trái đây này, mọi người lưu ý nhá. Đấy. Trong khi chắc vân tay thì chắc là chỉ có anh chỉ ra điểm này thôi, chứ còn các bên khác thì họ sẽ không biết được đặc điểm này đâu. Đấy. Đây là cái đặc điểm riêng có mình biết đây này. Đấy. Mình nghiên cứu trong 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 nhiều thứ, giả sử như những cái người mặt người vân tay ngược thì làm những cái nghề dạy học là tốt rồi, bởi vì tại sao? Trường năng lượng cao. Đấy. Này là người thông minh áo bóc nữa, trí tuệ cao và năng lượng cao thì đương nhiên đi dạy học. Đấy. Còn đâu những cái người mà trường năng lượng cao mà trí tuệ không cao thì đi làm công an, đi làm bảo vệ, đúng không nhỉ? Đấy, bởi vì họ hay quan tâm mặt trái này, nên họ bảo vệ được, họ hay đánh giá được nguy cơ rủi ro này. Trong ngân hàng thì chúng ta làm ở phòng quản trị rủi ro. Đấy. Bởi vì người này quan tâm mặt trái này, hoặc là tại sao bạn ấy làm nghề quản lý được? Bởi vì nghề quản lý là gì? Quản lý bản chất của nó cũng chỉ là giúp cho con người ta đi vào đúng cái vận hành, đúng con đường, đúng đường lối thôi. Cho nên là đây này, cho nên là tại sao cái lĩnh vực này chúng ta mới định hướng được là họ làm cái nghề giáo dục. Đấy, cho nên mình phải hiểu nguyên tắc của nó để định hướng, chứ không phải là mình thích định hướng cho nó thế nào là được, nó phải có căn cứ. Đấy. Đây này. Đấy, rồi là gì? Quản lý. Vị trí nó làm việc được quản lý này.
hoặc là trong ngân hàng có thể là cho nó vòng vào quản trị rủi ro này. Mà đó, chúng ta lưu ý đặc điểm này chưa? Luật sư đấy, bảo vệ thì đây có thể là luật sư rồi công an đấy. Đây này, cái này có thể là luật sư này. Đấy, ví dụ đấy. Bây giờ nhìn đôi tay lưng ngược hỏi các bạn mà suy chắc bây giờ hỏi là tại sao lại đưa vào ngành mặt trái hoặc ngành ngược và những cái ngành này đấy, các bạn không giải thích được đâu đấy. Không giải thích được căn nguyên này đâu, đúng nhỉ? Ra có giải thích được không? Tại sao lại đưa anh vào nghề giáo dục? Đấy nhá. Dạ thì anh dạy rồi đó. Anh dạy thì mới biết. Thì nó phải có căn gốc, có căn nguyên của nó chứ, đúng không? Đấy, chúng ta phải nhìn vào cái hình ảnh chúng ta hiểu rằng là thằng này trường năng lượng cao, nó là còn thông minh ong bóc nữa. Đấy, thì nó mới làm được việc đó. Đấy. Chứ không phải là ấy đâu. Như vậy thì em nhìn thấy nếu mà phần mềm nó có giải quyết được cái câu chuyện này không? Đây, phần mềm nó có giải thích được cái này không? Phần mềm chỉ đưa thêm hệ số thôi, phần mềm chỉ tăng hệ số thôi. Nhưng mà khi mình hiểu về cái nguồn gốc hình thành này của nó, mình hiểu về tầng thứ này của họ, thì phần mềm nó không hiểu phần này được đâu, đúng không nhỉ? Phần mềm nó sao nó biết được cái phần này được, đúng không? Phần mềm nó sẽ không nhìn thấy được phần này của mình. Đấy, nó không nhìn thấy điểm điểm start của nó, stop nó là ở đâu đâu. Đó, mọi người nhớ đấy. Cho nên là đây là cho nên là chính vì thế mình lại dần dần sau này mình phải loại bớt những cái yếu tố này ra, mình phải hiểu nguồn gốc của nó, mình biết nó đẻ ra từ đâu, cũng như phân tích bài văn vậy thôi, phải biết tác giả tác phẩm nó là bố con nhà nào, trong hoàn cảnh ra làm sao, đúng không? Ý nghĩa của cái bài đó là như thế nào? Đó. Chúng ta không biết cái điểm xuất phát của nó thì đương nhiên chúng ta sẽ không hiểu được cái ý nghĩa tác dụng của nó đâu. Đấy, cho nên là tất cả việc nghiên cứu chỉ qua là đi quay ngược về quá khứ để tìm 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 ra nguyên nhân thôi. Đấy, trong quan hệ nhân quả đấy, thực ra bản chất cái phương pháp này của mình là quay mình tìm hiểu về quan hệ nhân quả, nguyên nhân từ đâu hình thành, rồi kết quả đi đến đâu. Đấy, quan hệ nhân quả. Đấy. Rồi quan tâm nhiều mặt trái, đây là trong tương tác giao tiếp cả nhà nhá. Cái tương tác giao tiếp thường là nó ở ngón L1, nhưng mà cái vân tay này nó ít xuất hiện mà nó chỉ xuất hiện ở L2, thì L2 nó cũng có ảnh hưởng đến tương tác giao tiếp, đúng không ạ? Chính xác. Bởi vì trong nguyên tắc, mọi người lưu ý trong nguyên tắc đây này, thực ra cái ngón L1 của chúng ta mặc định, thực ra cái L1 ấy là gì? Nó không phải là chức năng cố định trong đây nhé, nó là cơ quan đại diện. Nó giống như cơ quan ngoại giao ấy, được chưa? Cho toàn bộ thân thể chúng ta. Đấy, nó chỉ là đại diện thôi. Nhưng mà trong cái đám 9 thằng còn lại này, đấy, trong đám 9 thằng còn lại, nếu như một thằng nào nó trội hơn ấy, nó sẽ nhảy ra, nó chiếm vị trí này đấy. Hiểu chưa? Đấy, giống như là bây giờ tôi giống như là tôi cử cô Mai làm thư là cơ quan phát ngôn. Nhưng mà đằng sau cô Mai ấy, cái đoạn nội dung của cô Mai ấy, là do ông Gia ông soạn thảo. Chưa, cô Mai lúc này chỉ đứng vai trò là gì, đại diện thôi. Khi giao tiếp thì nhưng mà cô lóng thấy rất rõ, khi giao tiếp ra bên ngoài thì là cô ấy là người rất là mềm mại nhẹ nhàng, nhưng mà đọc đến văn của cô ấy thì là một người rất là đanh thép, mạnh mẽ, dũng khí. Nó có hai nó có hai phần đấy. Trong trường hợp này mặc dù nó không đóng ở vị trí L1 nhưng nó lại biểu hiện còn mạnh hơn L1. Đó, mọi người lưu ý. Mà nếu như ngoài là trùng lớp xuôi mà trong này là lớp ngược, mà lớp ngược nó biểu thị còn mạnh hơn cả đại bàng, vậy thì tính lớp ngược sẽ được khẳng định. Đó, mặc dù nó không đứng ở vị trí L1, cả nhà lưu ý. Đó, bởi vì L1 nó là cơ quan ngoại giao, nhưng có nghĩa tất cả những cái gì nó giống như cái cửa khẩu biên giới ấy, muốn ra ngoài phải đi qua cửa này. Thế thằng nào to, thằng nào khỏe nó sẽ hay đi thường xuyên, đúng nhỉ? Cho nên là lúc này là nó không đóng vào vị trí L1, nhưng là nó lại phản ánh được cái tính cách của người ta. Cho nhiều người mình tại sao mình nghĩ rằng là tại sao họ rõ ràng L1 của họ là nước xuôi, ngón trỏ của họ là nước ngược. Nhưng khi tư vấn thì họ chỉ nhận tính cách của họ là nước ngược thôi, họ không nhận tính cách của mình là nước xuôi.
Đấy. Tại sao lại như thế? Như vậy em biết rằng là gì? Như vậy cái khái niệm của mình cứ khăng khăng cố định rằng là vị trí này nó chỉ nó mới phản ánh như vậy cũng sai luôn. Đấy, thì sau này mình nghiệm sâu hơn nữa nó là gì? Như vậy L1 nó chỉ là cơ quan ngoại giao thôi. Nó là cơ quan gọi như là nó gọi là cái cơ quan đại diện thôi. Còn nó trong đó những thằng nào mạnh hơn nó sẽ trội hơn nó sẽ trồi ra ngoài nó thể hiện. Thì cái điều này là đúng hơn nha. Đấy. Nhưng mà mình Cái cứ này giống như là để tính cách có chủ ý anh ha. đúng rồi. Đấy. Thì giống như thằng chủ ý, nếu mà thằng chủ ý nó mạnh nó thể hiện được. Cho nên cái cho nên là giữa một cái vị trí này nó gọi là thụ động hoặc là tiềm thức, một cái chủ ý này. Cho nên là thông thường ấy, để chúng ta chiến thắng được cái vị trí này thì luôn luôn chúng ta phải có ý chí và ý thức. Giống như ngày nào chúng ta cũng dậy sớm này thì rõ ràng là nó sẽ tốt hơn so với cái việc chúng ta thích ngủ lướng ngủ ngày, đúng không nhỉ? Thì cái việc mà chúng ta có ý chí hơn thì đương nhiên chúng ta sẽ tạo ra thành quả tốt hơn. Đấy, còn đâu bình thường thì nó sẽ bảo mày là đến giờ đấy mày vẫn ngủ đi, mọi người cả thế giới đang ngủ đấy, mày cứ ngủ tiếp đi. Đấy. Cái thân thể mình sẽ nó nói như vậy. Nhưng mình bảo không được. Tao không thể chấp nhận những cái thứ mà mọi người đang được và tao muốn tốt hơn, bởi vì cái điểm xuất phát của tao nó nghèo hơn. Thì tao phải dậy sớm. Đấy, thì nó là do ý chí để nó khắc phục này. Đấy. Chưa? Ủa anh, vậy chỉ ở hai cái ngón L1, R1 nếu như chỉ số cao hơn thì nó sẽ thể hiện nhiều hơn, hay là kể cả 6 ngón còn lại nếu như chỉ số cái nào mà là số 1 thì nó sẽ thể hiện ra ngoài nhiều hơn? Thực tế cái mức độ nhiều hay ít ở vân tay, cái chỉ số ấy nó chỉ phản ánh về cái gì, về lượng theo cái kiểu mật độ thần kinh phân bổ thôi đó. Nhưng mà nếu mà xét mà hôm qua mọi người nghe cái bài giảng ở nhóm khai sáng của anh ấy thì nó thế này, nó có hai tính chất xảy ra, một là mật độ đường vân thể hiện, hai là chủng vân tay. Trong cái quan hệ này thì chủng vân tay là chất mà mật độ tế bào thần kinh là lượng. Đó. Thế thì cái mật độ ấy, cái mật độ nó thể hiện ấy, thì thực ra thì nó gọi là giả sử như là cái vị trí con cái này tại sao nó phải cần luôn luôn nhiều hơn, bởi vì tất cả thông tin ấy, đầu tiên ấy, tất cả các ngón này nó đưa về, nó về đây trước. Đấy. Như vậy con ngón cái này phải có chức năng chứa được các thông tin từ các ngón trỏ này đưa về. Đấy, ví dụ vậy thì bao giờ thì con cái nó phải nhiều hơn. Đấy. Nhưng mà nhiều hơn không có nghĩa rằng là vùng đấy thể hiện rõ hơn. Đấy. Hoàn toàn. Bởi vì là xét trong trong quan hệ lượng chất thì mọi người thấy rồi đấy. Nếu giả sử như bên này là nước xuôi mà bên này nước ngược thì rõ ràng nước ngược nó khẳng định. Nhưng nếu mà bên này mà đại bàng, bên này là đại bàng mà bên này là nước xuôi thì chắc chắn đại bàng ở ngoài nó thể hiện rõ hơn. Như vậy là xét về mặt mình, có nghĩa là theo cái cách nhìn nhận như vậy ấy, thì chủng vân tay nó khẳng định nhiều hơn. Đấy. Chứ còn nếu như bên bên này nước xuôi, bên này nước xuôi thì chắc chắn là gì, nước xuôi thì hoàn toàn rồi, thuần chất rồi, không phải bàn cãi, đúng không nhỉ? Nhưng nếu bên này là nước xuôi mà trong này là đại bàng thì chắc chắn đại bàng nó khẳng định luôn. Đấy. Như vậy là rõ ràng là chủng vân tay nó thể hiện. Đấy. Chủng vân tay nó thể hiện. Chứ còn nếu như mà bây giờ nhá, hai bên này là nước xuôi mà mật độ bên thần kinh bên này cao hơn, bên này cũng là nước xuôi nhưng mà độ thần kinh thấp hơn thì chắc chắn thằng bên ngoài nó sẽ chiến thắng, có nghĩa là ngoại cảnh nó sẽ là yếu tố chiến thắng, hiểu chưa? Chúng ta hiểu được ý, nắm được ý đấy chưa? Rồi, cảm ơn anh. Đó. Thì đó là chúng ta nắm được cái sơ đồ của nó. Tiếp tục đấy, tương tác giao tiếp này, còn cái gì nữa bổ sung cho này nữa, quan tâm về mặt trái, phân biệt cư xử này, đấu tranh bảo vệ công lý này, tách ra khỏi đám đông, quyết đoán này, độc lập, chủ động, phản ứng nhanh với ngoại cảnh. Ok, thì đấy là Anh những Lượng, cho cái em hỏi cái tương tác giao tiếp này nếu như mà ở những bé bé nhỏ thì thể hiện như thế nào anh? những bé như nào em, À, những bé còn nhỏ đó, ví thì dụ đương như nhiên các rồi, bé một còn cái nhỏ đúng mà đi rồi, học đó. bé nhỏ nhá, thì bé nhỏ thì bọn em quan sát này, những cái người mà con Đầu ngược ấy, đầu tiên ương. mắt mắt này, về hình thức ấy, hình tướng ấy, sắc
rất sắc. Đấy, nhìn đâu nó nhìn đâu nó chăm chú vào đó. Đấy, nó những cái cách nhìn của những cái đứa trẻ nó ngược ấy, có ngược ấy. Mọi người quan sát thì mắt rất sắc. Cái thứ hai nó nhìn vào cái gì nó rất tập trung vào cái đó. Đấy, nó không như những người khác ngáo ngơ này đâu. Nó nhìn vào cái điểm nào nó nhìn rất sâu. Đó là đặc trưng của cái một trong biểu hiện. Cái thứ hai là gì? À, chán này này. À, cao. Chưa? Đấy, thứ ba. Thứ ba nữa là gì? Giọng nó hét lớn, nó khóc lớn, chóe chóe ra. Đấy. Thứ bốn. Đấy, nó là hàng cao, còn là rất sạch sẽ. Đấy, bẩn tí kêu cho chóe được ngay. Đấy. Bởi vì nó là tầng cao mà. Đấy, nhóm này thì chắc chắn là ưa sạch sẽ rồi, cho nên là nó hay có hiện tượng là nếu mà bẩn một xíu xíu là nó kêu. Đấy. Thì đấy là cái đặc điểm. Còn đối với trẻ nhỏ ấy, thông thường thì giả sử như đôi khi nó sẽ xuất ra những cái trẻ mà bắt đầu biết 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 giao tiếp bằng ngôn từ ấy, thì nó dùng những cái lời nói mà mình cảm giác giật mình. Đấy. Người lớn không nói được mà tại sao nó biết. Đấy. Thì đấy là những cái biểu hiện của những đứa trẻ mà nó gọi là trẻ nhỏ đấy. Những trẻ nhỏ mà hoặc là nó hay hỏi. Những ngược thì hay hỏi nhiều lắm. Đấy. Hay hỏi. Hoặc là đôi khi nó nhắc mình một cái gì đó, cái lỗi của mình ấy. Đặc biệt nhất là hay mình có cái lỗi gì nó nhắc giỏi lắm. Mình đôi khi mình thấy nó ngược, nó ngạc nhiên luôn. Đấy, giả sử như bình thường nó mình hay mình làm sai một cái gì đó nó biết, nó phát hiện ra, nó nhắc. Đấy, đây những biểu hiện. Ok. Để tương tác giao tiếp. Phản ứng nhanh ngoại cảnh, chủ động, độc lập, quyết đoán dứt khoát. Đấy, tách ra khỏi đám đông. Đâu có tính đấu tranh bảo vệ. Phân biệt trong cách cư xử, có yêu ghét rất rõ ràng, quan tâm đến mặt trái. Đó là đặc điểm của người này. À, trong giao tiếp thì mẫu người này có một đặc điểm nha. Họ có đặc điểm là đây này, họ độc lập và trong mình thêm một trong từ này nó rất coi trọng các mối quan hệ mà họ. Bởi vì mẫu người này không ưa tiếp xúc nhiều, nhưng mà khi mà nó đã tiếp cận được với ai ấy, khi mà nó đánh giá được một cái trường hợp nào đó thì nó lại là cái quan hệ đó lại là lâu dài. Đó. Mẫu người độc lập này trong trường hợp này. Đó. Và mẫu người này thì trong giao tiếp có một bổ sung thêm cho nó một cái ấy nha, một người ấy, giàu lòng trắc ẩn ở đây. Này có tính giúp người đấy. Đấy, giúp đỡ. Đấy, đặc biệt nhất là có tính hy sinh. Mỗi người này là có tính hy sinh đấy. Tính cách này nó đôi khi nó giống tính cách của con gâu gâu ấy, chiến đấu là lao vào cả cả không cần biết mình là ai, nhưng đã chiến đấu vào là hết mình luôn. Đấy, cả cả nó đánh cho mình mặc dù là đôi khi cân lực không cân xứng. Nhưng mà dã sẵn xả mà đánh coi như là tới như là cuồng luôn. Đấy. Cho nên cái tính của người tính ngược ấy, nó có tính hy sinh. Đấy. Trong thời chiến ấy, người ta gọi là gì, đây là cái người gọi là anh hùng đấy, nhưng trong thời bình có khi nó là thành đầu gấu xã hội đen. Đấy. Cho nên người ngược nó phù hợp trong môi cảnh gọi là phù hợp nhá, người ngược phù hợp trong môi trường khó khăn và thách thức. Đấy. Nhưng mà nhà mà giàu mà gặp ngược ấy thì liệu chừng liệu hồn. Đấy. Nó tán ra bại sản ngay. Đấy. Cho nên người ngược này rất hợp với nhà giàu, nhà những nhà khó khăn thì nó lại có ý chí, nó phấn đấu, nó vươn lên. Đấy. Nhưng mà ngược này gặp đúng con nhà giàu ấy, thì thôi rồi. Bởi vì tại sao mọi người biết không? Đấy. Nó tầng cao này, tầng cao thì nó ăn chơi cái gì nó chả biết, nó rất giỏi ăn chơi, nó phá cho thì vài lần thì hết. Đấy. Luôn luôn thích phiêu thôi. Đấy. Nó tầng cao này. Người tầng cao bao giờ thế, họ giỏi thì như chơi họ cũng giỏi, phá họ cũng nhanh. Đấy. Rất là lòng trắc ẩn này nhá. Đấy. Cho nên là những cái người nhiều mặt trái này thì họ phù hợp với những cái hoàn cảnh khó khăn thách thức. Đấy. Quan tâm nhiều mặt trái này, cho nên là mẫu người này nó gọi là nó có một cái gọi là gì, phát triển.
phát triển rất tốt trong cái môi trường khó khăn thách thức. Nó không thuận lợi ở môi trường ấy đâu, nó không thuận lợi ở cái môi trường gọi là môi trường dễ dãi đâu. Đấy, như cho nên là nếu mà nhà mình nghèo có con ngược ấy, thì tốt rồi, chắc chắn nó không hư đỡ, nó tốt hơn. Đấy, nhưng mà nhà mình giàu ấy, mà có con ngược ấy, liệu hồn nó đến nó đòi nghiệp. Dạ đúng rồi đó anh. À, chỗ độc lập đó anh, thì người một người họ độc lập quá thì họ cô độc và họ đấu tranh nội tâm, thì mình có nên thêm vô chỗ đó không anh? Có đây, độc lập đến đấu tranh rồi. Đây là độc lập, cái này gọi là mâu thuẫn. Đấu tranh nội tâm là những cái từ này nó là phần dưới cơ. Đây này, là phần này này, đây phần chính của nó, vị trí nó nằm đây này, chưa? Đây là mình đang muốn tả toàn bộ những cái biểu hiện ra bên ngoài của nó đấy, đấy toàn phần này này, để mình dùng toàn bộ những cái đặc điểm ra bên ngoài biểu hiện, cũng nghĩa là dùng mắt thường mình nhìn thấy, đấy, thì phần này là phần tương tác giao tiếp, nha. Còn từ bây giờ mình sang năng cái lượng, tư duy này, năng lượng lắm á thầy Lượng ạ, dạ, năng lượng lắm á. Khi mà có cái việc gì mà cần phải phải ấy á, là gọi là nội lực cao đó, nội lực rất cao. Thực ra có một cái từ mà rất hay, người ta gọi là giống như là lực thánh thần hộ trì. Đấy, giả sử như chị tưởng tượng xong nha, ví dụ này, nhà mình có hai cái mộ mình muốn xây, túi mình hết tiền, như mình muốn, mình cứ đau đó trong cái trong đầu nghĩ rằng là có hai cái mộ mình muốn cải tiến xây dựng cho các cụ. Thế là hai ngày sau tự dưng có ông anh bà chú, hoặc là có nguồn nào đó tự dưng, hoặc là có khi một cái nguồn tiền nào đó tự dưng đưa về để...